Xin kính chào quý vị các bạn, Vinh sẽ quay trở lại rồi đây. Nhưng mà không phải là hôm nay, anh Vinh vẫn đang đi vắng. Mà hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn bài so sánh hiệu năng của chiếc Galaxy Note 8 và chiếc iPhone 7 Plus. Thì Galaxy Note 8 đang có phiên bản là 6GB RAM và Exynos 8895. Có chip này Samsung có bảo là tối ưu ngon hơn so với Galaxy S8. Thì liệu xem là hôm nay hiệu năng của nó sẽ như thế nào so với chiếc iPhone 7 Plus. Mà nếu các bạn quan tâm về giá bán của chiếc Galaxy Note 8 thì có thể truy cập vào website của XT Mobile. Hiện tại đã có giá bán dành cho sản phẩm này. Và sắp tới thì XT Mobile cũng tổ chức một buổi offline nhỏ nhỏ. Các bạn có thể xem thông tin ở phía bên dưới luôn nhé. Nói qua một lúc là về bên trong này, chúng ta vào kết nối chung của mạng Wi-Fi. Đây là Wi-Fi vật vờ Studio. Và với chiếc Galaxy Note 8 này, màn hình mình sẽ để ở độ phân giải là Full HD, Full HD Plus, để xem là cùng với độ phân giải là Full HD này thì liệu hai sản phẩm nào sẽ cho hiệu năng tốt hơn cũng như là cho khả năng đa nhiệm ngon hơn. Xóa ứng dụng đi, và như các bạn đang thấy là không có bất kỳ game hay là ứng dụng nào đang chạy nền cả. Cả hai máy thì mình đều đã đặt ở chế độ máy bay và chỉ có kết nối Wi-Fi thôi. Đầu tiên thì mình sẽ vào về ứng dụng là YouTube để xem là load nhanh quá. Chiếc Galaxy Note 8 này load có vẻ nhanh hơn. Rồi, để đó chạy ngầm, chúng ta sẽ vào với Safari. Vào trong web load rất là nhiều ảnh, đó là david.vn. Đấy, Galaxy Note 8 cảm giác nó cứ load nhanh hơn thế nào ấy. Chúng ta sẽ vào với Coco Crab. Một tựa game rất là nhẹ nhàng và có vẻ như là... Đúng rồi, cả hai sản phẩm này load khá là tương đồng với nhau. Chúng ta sẽ vào với tiếp theo, đó là Còi To Cho Vượt. Một tựa game đang rất là hot. Và khi iPhone X ra mắt, người ta tự hỏi là những Ninja Lead kiểu như này ấy thì họ sẽ mở khóa bằng khuôn mặt kiểu gì, rất khó hiểu. Và tốc độ trên hai tựa game này cũng được xem. Mình bấm chưa tựa game này. Và với những tựa game nhẹ nhàng thì hiệu năng ở trên cả hai sản phẩm này mình cảm thấy nó không có nhiều sự khác biệt. Đấy, chiếc Galaxy Note 8 này load cũng rất là nhanh. Chúng ta sẽ vào với Snacky Snake này, cũng lại một tựa game nhẹ nữa. Tí nữa thì những tựa game nặng mới con nào load nhanh hơn thì biết mặt nhau ngay. Galaxy Note 8 đã load nhanh hơn ở tựa game này một tựa game rồi nhá. Tiếp theo là Danger Man thì sao? Với tựa game Danger Man này thì chiếc iPhone 7 Plus của mình thể hiện tốt hơn một chút, nhanh hơn một tẹo so với chiếc Galaxy Note 8, nhưng mà không có sự khác biệt ở trên cả hai sản phẩm này. Một tựa game nữa là Subway Surf. Những tựa game này thì ở trên iOS, với iOS 11 mình đang cài bản GM, bản gần như là sát so với bản sắp tới sẽ là bản public, bản chính thức. Và hiệu năng của nó cũng thể hiện sự khác biệt so với chiếc Galaxy Note 8. Tiếp theo chúng ta sẽ vào Sonic Boom. Và chiếc iPhone 7 Plus sẽ có 3GB RAM cùng với con chip là Apple A10 Fusion. Một con chip rất là mạnh mẽ, có ít nhân nhưng mà điểm số của nó đều rất là cao trong các bài test. Và bây giờ thì nó cũng load nhanh hơn thật. Tempo Run 2 thì sao? Tí nữa thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái điểm mà khiến cho chiếc iPhone 7 Plus có hiệu năng tốt hơn so với chiếc Galaxy Note 8. Rồi đấy, Tempo Run 2 nó cũng load nhanh hơn này. Và sắp tới là không biết con chip Apple A11 Bionic thì nó sẽ như thế nào so với những cái sản phẩm khác. Hiệu năng mình nghĩ là có lẽ nó sẽ rất là vượt trội. Và với Asphalt 8 này thì sao? Đấy, hai máy thì đều load rất là nhanh. Và iPhone 7 Plus của mình có nhỉnh hơn một xíu so với chiếc Galaxy Note 8. Khoảng cách ở trên cả hai sản phẩm này là không đáng kể. Tuy nhiên thì mình sẽ vào hẳn một map để xem là cảm giác ở trên chiếc Galaxy Note 8 này nó cứ giật sao ấy, chứ nó không được mượt mà như trên chiếc iPhone 7 Plus. Mà liệu là với tựa game này, một trong những tựa game nặng đầu tiên, thì liệu chiếc Galaxy Note 8... Ủa, chưa nó xong câu mà. Thì chiếc iPhone 7 Plus của mình đã bỏ cách khá xa. Đấy, bắt đầu load vào game rồi, so với chiếc Galaxy Note 8. Rồi, chúng ta sẽ vào một tựa game nữa là Need for Speed No Limit. Tựa game này thì vừa đòi hỏi một cấu hình máy phải tốt để load game nhanh, và cùng với đó là phải có kết nối mạng một cách ổn định để đảm bảo nó có thể load được những cái data. Bằng một cách rất nhanh và thần thánh thì chiếc iPhone 7 Plus đã load xong tựa game này, Need for Speed No Limit. Và có lẽ là mình sẽ thử thêm một tựa game nữa là Mortal Kombat X. Mortal Kombat X thì như thường lệ thì có lẽ mình sẽ đoán là chiếc iPhone 7 Plus nên chiến thắng. Tại vì với iOS thì họ tối ưu tựa game này rất là tốt. Nó load rất là nhanh, không hề gặp phải vấn đề gì cả. Vừa nói xong thì nó cũng load xong rồi. Cái tốc độ load tựa game này rất là nhanh. Rốt cục thì chiếc Galaxy Note 8 của mình cũng đã vào được. Và mình sẽ còn 3 tựa game nữa là Damwon to Die 2. Vậy có lẽ là hiệu năng đã nghiêng về chiếc iPhone 7 Plus. Với con chip Apple A10 Fusion thì nó đem lại hiệu năng rất là tốt và ổn định. Cộng với phiên bản iOS 11, bản GM, đây chỉ bản beta mà sát nhất với bản thực tế, thì nó đang đem lại hiệu năng rất là tốt và ổn định cho các bạn. Mình sẽ thử xem khả năng đa nhiệm với 6GB RAM và 3GB RAM thì nó khác bậc gì không. Chúng ta sẽ để đó và không nói gì. À phải nói chứ, Jetpack Joyride này, từ game cuối cùng trong loạt game mà mình đã test.
Rồi, về hiệu năng đã rõ nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay lại với khả năng đa nhiệm ở trên cả hai sản phẩm này. Vào lại với YouTube. Vâng, chiếc iPhone 7 Plus đã phải lốt lại, trong khi đó thì chiếc Galaxy Note 8 mất một khoảng thời gian để nó lưu lại những cái đa nhiệm này. 1-0 dành cho Galaxy Note 8 Internet. Cả hai đều phải lốt lại rồi, nhưng mà tốc độ lốt lại của Galaxy Note 8 rất là nhanh. Google Grab thì sao? Google Grab lốt lại hết rồi, quá buồn. Còi to, 6GB và độ phân giải Full HD ở trên Galaxy Note 8 có vẻ như đa nhiệm sẽ không biết là có thắng được không, nhưng mà nó đều phải lốt lại mấy tựa game rồi, mới chỉ có 1-0 thôi. Những tựa game về sau thì sao? 2-0, 3-0, 3-2-1, 3-0 rồi nhá. Denderman không phải lốt lại nè, vẫn là 3-0. Chúng ta sẽ vào Subway Shop thì sao? Cả hai đều đã phải lốt lại, vào với Sonic Boom lốt lại rõ luôn. Temple Run 2 thì sao? Vẫn phải lốt lại. Chúng ta sẽ vào với tựa game nặng đầu tiên này, Asphalt 8, thì cả hai máy chỉ có chiếc iPhone 7 Plus là phải lốt lại thôi, Galaxy Note 8 không phải lốt lại. Tỷ số bây giờ đang là 4-0, đều phải lốt lại rồi, chẳng quá. Một tổ Combat X cũng phải lốt lại rồi. Đồng môi tu đai 5-0, chiến thắng chênh lệch 5 ứng dụng dành cho chiếc Galaxy Note 8 với 6GB. Nó cho thấy là sức mạnh của nó đang rất là tốt, và khả năng đa nhiệm với 6GB ở trên Galaxy Note 8 đang làm rất tốt, nhiều hơn, mạnh hơn so với phiên bản 3GB của iPhone 7 Plus. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào điểm số AnTuTu cho các bạn để lý giải tại sao nó có điểm số ngon như vậy. Với AnTuTu thì điểm số chênh lệch khá nhiều dành cho chiếc Galaxy Note 8 với 173.000, trong khi đó thì chiếc iPhone 7 Plus chỉ được khoảng 123.000 mà thôi. Và điểm số 3D ở trên Galaxy Note 8 cũng rất vượt trội, với khoảng 73.000 điểm 3D, trong khi đó trên chiếc iPhone 7 Plus sẽ chỉ có 49.000 điểm mà thôi. Và với điểm chấm Geekbench thì chúng ta thấy là điểm số đơn nhân ở trên chiếc iPhone 7 Plus là 3.500, gần gấp đôi so với khoảng 1.900 ở trên chiếc Galaxy Note 8, cho thấy là khả năng load game của nó, một vài tựa game nó có load nhanh hơn nhiều điểm số đơn nhân. Và điểm số đa nhân này thì lại phần thắng nghiêng về chiếc Galaxy Note 8 với 6.400, trong khi đó thì trên chiếc iPhone 7 Plus chỉ có khoảng 6.000, chính là hơn một chút. Và với điểm số 3D Max này cũng thể hiện là khả năng xử lý đồ họa của chiếc Galaxy Note 8 tốt hơn, với 2.210 điểm, trong khi đó chiếc iPhone 7 Plus chỉ được khoảng 1.900 điểm mà thôi. Rõ ràng là cái thể hiện về khả năng load game thì chiếc iPhone 7 Plus đang chiến thắng, trong khi đó khả năng đa nhiệm với 6GB thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, cho khả năng đa nhiệm tốt hơn tới 5 app so với chiếc iPhone 7 Plus. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn sẽ lựa chọn chiếc Galaxy Note 8 hay là iPhone 7 Plus? Mời comment và chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Đừng quên bình chọn ở cái góc màn hình này nha. Và nếu các bạn muốn tham khảo giá bán của chiếc Galaxy Note 8 thì đừng quên truy cập vào website của XT Mobile. Và sắp tới XT Mobile cũng tổ chức một buổi offline nhỏ để trải nghiệm những sản phẩm mới của mình. Các bạn đừng quên tham dự nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.